review vòng 10 SPLS 6, tâm điểm cuộc đua giành vé dự VPLS 5. Mùa giải thứ 6 của SPL đã dần đi đến hồi kết khi chúng ta bước vào vòng đấu áp chót của giải đấu. Có lẽ nhiều khán giả sẽ cảm thấy có phần hụt hẫng khi cuộc đua vô địch lại ngã ngũ ngay ở vòng đấu trước sau thắng lợi của An Biên trước P4. Nhưng khi nhìn lại hành trình bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch, đây là một kết quả không sớm thì muộn sẽ phải xảy ra. Dẫu vậy, An Biên vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá phong trào Sài Thành bởi đoàn quân của Bầu Tâm hoàn toàn có cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử của các giải đấu hệ thống Việt Football vô địch với thành tích toàn thắng. Khi nhà vô địch lộ diện thì cũng là lúc tâm điểm của SPLS 6 hướng về cuộc chiến cho tấm vé còn lại tham dự VPLS 5. Điện Bách Khoa Ninh Thuận, Ba Bù và Spa Lan Ngọc Kiên Giang vẫn sẽ là những cái tên đang cạnh tranh khốc liệt cho cơ hội được ra thủ đô đối đầu với các anh tài của bóng đá phong trào miền Bắc cũng như miền Trung. Chưa dừng lại ở đó, cuộc đua trụ hạng cũng không hề đơn giản ở thời điểm giải đấu bước vào vòng áp chót. Ngoại trừ Le Milan CT đã gần như buông xuôi và cầm chắc tấm vé xuống hạng, thì đến đội xếp thứ 8 như thép Việt Thắng cũng chưa thực sự an toàn và hoàn toàn có thể nói lời chia tay SPL. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua 6 cặp trận không thể bỏ lỡ của vòng đấu áp chót SPL. Điện Bách Khoa Ninh Thuận, Spa Lan Ngọc Kiên Giang. Trận đấu diễn ra vào khung giờ muộn nhất của vòng 10 giữa Điện Bách Khoa Ninh Thuận và Spa Lan Ngọc Kiên Giang có thể được coi là trận chung kết của cả hai đội trong cuộc chiến giành tấm vé thứ hai của khu vực Sài Gòn tham dự VPLS 5. Lúc này trên bảng xếp hạng, đại diện đến từ Ninh Thuận đang chiếm thế thượng phòng khi giữ vị trí nhì bảng và đang có 20 điểm trong tay. Chỉ cần một chiến thắng nữa trước Spa Lan Ngọc Kiên Giang, Điện Bách Khoa Ninh Thuận sẽ chính thức đoạt vé đi VPL ngay trong lần đầu tiên được tham dự hệ thống của giải đấu Việt Football. Đội bóng đến từ miền Trung rõ ràng là đang trở thành hiện tượng của SPL mùa 6, bước vào giải đấu với tư cách tân binh và đã phải cảm nhận sự khắc nghiệt của sân chơi danh giá bậc nhất của bóng đá 7 người Sài Thành khi nhận thất bại nặng nề trước đương kim vô địch là An Biên. Thế nhưng, thế cục đã xoay chuyển chóng mặt khi càng đá Điện Bách Khoa Ninh Thuận lại càng khiến khán giả SPL phải trầm trồ suýt xòa. Chuỗi 8 trận đấu bất bại, trong đó có 6 chiến thắng đã giúp đội bóng của Bầu Trường vượt qua những đối thủ vô cùng sừng sỏ tại sân chơi SPL như Nghiêm Phạm Hồ Đình, Bambu trên bảng xếp hạng để tiến gần hơn với giấc mơ chơi tại VPL mùa năm. Không cần nói đâu xa, ngay vòng đấu thứ 9 vừa qua, trong màn chạm trán với đối thủ trong cuộc đua đi thủ đô sắp tới là Bảy Núi, thầy trò huấn luyện viên Dương Văn Tiến đã chơi trên cơ đối thủ trong suốt 70 phút thi đấu trên sân vận động Gia Định. Chiến thắng của một set tennis 6-2 trước Bảy Núi như một lời khẳng định đanh thép cho tham vọng và tinh thần đỉnh trần kịch nóc bay phấp phới của các cầu thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Đội bóng ngành điện đã sẵn sàng để ấn định tấm vé lịch sử của đội bóng được ra biển lớn, cọ sát cùng những tập thể hàng đầu bóng đá 7 người cả nước. Trong khi đó, Spa Lan Ngọc Kiên Giang cũng đang ở gần hơn bao giờ hết với việc có lần thứ 2 tham dự sân chơi VPL. Khi vào lúc này, dù đã xếp thứ 4, nhưng khoảng cách giữa đội bóng đến từ Kiên Giang với chính đối thủ ở vòng 10 là Điện Bách Khoa Ninh Thuận cũng chỉ là 3 điểm. Chỉ cần chiến thắng ở hai lượt trận cuối cùng, đồng thời đợi đối thủ Bambu sẩy trần, Spa Lan Ngọc Kiên Giang sẽ có lần thứ 2 ra thủ đô tham dự VPL sau lần đầu tiên vào năm 2022. Nhưng tấm vé năm nay sẽ đáng giá hơn rất nhiều với đội bóng của Bầu Hùng khi họ vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký ở sân chơi SPL. Tại vòng đấu thứ 9, cũng giống như Điện Bách Khoa Ninh Thuận, Spa Lan Ngọc Kiên Giang cũng giành chiến thắng tưng bừng trước An Nguyên Bảo với tỷ số 5-2. Nổi bật hơn là cú hat-trick của Đạt Rốc, trong đó có pha lập công ở giây thứ 30 đánh dấu bàn thắng nhanh nhất lịch sử của SPL. Thành Đạt sẽ tiếp tục là đầu tàu của Spa Lan Ngọc Kiên Giang bên cạnh ngôi sao Sơn Namaya để có thể đưa đội bóng Kiên Giang vượt qua được Điện Bách Khoa Ninh Thuận trong lần đầu tiên chạm trán ở sân chơi SPL. Rõ ràng với những gì đang có trong tay, Điện Bách Khoa Ninh Thuận có quyền chủ động chơi chậm và rình rập đối thủ để bảo toàn lợi thế trong tay của mình. Dẫu vậy thì đội bóng của Bầu Trường sẽ chẳng hề muốn mình phải sống trong tâm thế cửa dưới mà muốn lấy tấn công làm phòng thủ với những con bài đang trong form như Phan Hoài Nam hay Nguyễn Thành Lịch. Nam Yaman là người đóng góp cực lớn trong chiến thắng 6-2 trước Bảy Núi với cú đúp bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Sẽ là một ngày vất vả thực sự cho Sơn Nemaya và hàng phòng ngự bên phía Spa Lan Ngọc Kiên Giang. Tính chất quyết định cục diện của cuộc đua giành vé VPLS 5 cùng với đó là màn so tài của những đội bóng phải hành quân đường xá xa xôi đến với sân Gia Định dự SPLS 6. Trận đấu giữa Điện Bách Khoa Ninh Thuận và Spa Lan Ngọc Kiên Giang chắc chắn sẽ là điểm hẹn của những người mến mộ bóng đá sân 7 Sài Gòn. An Nguyên Bảo, Bambu. Trước khi màn đọ sức tâm điểm ở khung giờ 18:30 diễn ra, Bambu sẽ có cơ hội để tạm thời chiếm lấy vị trí nhì bảng và phả hơi nóng vào Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Dẫu vậy, đối thủ của đại diện Bình Dương là một An Nguyên Bảo đang rất khát điểm để nắm thế chủ động trong cuộc chiến trụ lại với SPL.
màn chạy đà của hai đội được coi là vô cùng trái ngược. Trong khi Bamboo không mấy khó khăn để đả bại Le Milan CT, ba bàn không gỡ, thì An Nguyên Bảo đã phải nhận thất bại bạt nhược 2 năm trước Spalan Ngọc Kiên Giang. Dẫu vậy còn nguyên cơ hội để trụ hạng. Nhưng Cap de Villa cùng các đồng đội sẽ phải cố gắng hết sức ở những vòng đấu sắp tới để có thể yên tâm hơn với SVLS 7. Có một điểm chung thú vị giữa Bamboo và An Nguyên Bảo khi họ đã đá thắng ra thắng, thua ra thua, khi hai đội đều không có bất cứ một kết quả hòa nào sau 9 vòng đấu đã qua của SPL. Vì vậy, Bamboo và An Nguyên Bảo chắc chắn sẽ không muốn chia điểm ở vòng đấu áp chót khi một điểm đều sẽ khiến mục tiêu của cả hai đội tan vào mây khói. Bamboo về thứ hạng cũng như phong độ ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn so với An Nguyên Bảo. Nhưng đừng quên đội bóng của bầu bảo Bali đang sở hữu một huyền thoại sống của thế giới bóng đá phong trào là Cap de Villa. Người vốn dĩ đã quá quen với những khoảnh khắc định đoạt thế trận cho cả một đội bóng. 3 điểm cho Bamboo để tiếp tục nuôi hy vọng giữ VPLS 5 hay là An Nguyên Bảo sẽ tiến một bước dài đến mục tiêu trụ hạng. Tất cả sẽ có câu trả lời vào lúc 15 giờ. An Biên, Mimi. Để nói về An Biên lúc này thì có lẽ không cần phải quảng cáo quá nhiều lời. Bởi chỉ cần nhìn vào thành tích 9 trận toàn thắng cùng danh hiệu SPL thứ 2 là đủ hiểu rằng đội bóng của Bầu Tâm đang không có đối thủ tại sân chơi danh giá bậc nhất của bóng đá phong trào Sài Thành. Một đội hình toàn sao cùng bộ não thiên tài của huấn luyện viên Tuấn Anh Gấu là công thức để chiến thắng vô cùng hoàn hảo của An Biên. Sau chiến thắng 4-2 trước P4, đoàn quân áo đỏ đã đi vào lịch sử hệ thống giải đấu Việt Football khi trở thành đội bóng đầu tiên lên ngôi vô địch trước 2 vòng đấu. Và giờ đây, An Biên hoàn toàn có thể ghi thêm một trang sử mới khi giành danh hiệu với thành tích toàn thắng. Đó sẽ là mục tiêu tối thượng của Long Củi và các đồng đội ở hai trận đấu sắp tới. Đối thủ của An Biên ở vòng 10 là Mimi, một đội bóng vừa có niềm vui khôn tả sau khi trụ hạng thành công bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Hữu Định Song Hùng. Đại diện Đồng Nai đã chính thức ở lại với SPL thêm một mùa giải nữa khi có 13 điểm trong tay. Tinh thần thoải mái sẽ là thứ vũ khí lợi hại mà Mimi có thể hy vọng trước An Biên. Dẫu vậy, quân lực và tiềm lực của đội bóng Đồng Nai cũng không thể so bì được với nhà đương kim vô địch. Nhưng biết đâu, trong một ngày đẹp trời tại sân bóng Gia Định, Mimi có thể trở thành kẻ gáng đường vĩ đại khiến giải ngân hà của An Biên không thể làm nên một mùa giải bất bại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 6 năm phát triển của sân chơi SPL nói riêng và 11 năm của hệ thống Việt Football nói chung. Thép Việt Thắng, Hữu Định Song Hùng. Tiếp tục với cuộc đua trụ hạng, màn so tài giữa Thép Việt Thắng và Hữu Định Song Hùng sẽ xác định được thêm một cái tên nữa ở lại với SPLS 7. Cả hai đã xếp kề lưng nhau trên bảng xếp hạng. Thép Việt Thắng xếp thứ 8 với 10 điểm, còn Hữu Định Song Hùng sở hữu vị trí thứ 9 với ít điểm hơn. Ở vòng đấu vừa qua, Thép Việt Thắng xuất sắc đánh bại Nghiêm Phạm Holding 3-1, trong khi Hữu Định Song Hùng trở thành nạn nhân trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Mimi và đang nhìn đối thủ chính thức an toàn ở SPL năm nay. Hữu Định Song Hùng cần 3 điểm để nắm chắc suất ở lại với SPL, trong khi nhiệm vụ của Thép Việt Thắng thì nhẹ nhàng hơn, chỉ 1 điểm là đủ. Tuy nhiên, với sân chơi bóng đá 7 người, việc toan tính thủ hòa rất dễ hại các đội bóng. Vì vậy cả Thép Việt Thắng lẫn Hữu Định Song Hùng sẽ cố gắng tất tay một lần ở trận đấu vòng áp chót để tránh phải sống ở trong những lo sợ ngày hạ màn. P4, La Milan CT. P4 đứng trước cơ hội không thể rõ ràng hơn trong cuộc chiến trụ hạng ở năm nay khi đối thủ của họ ở vòng đấu áp chót chỉ là một La Milan CT. Đội bóng này gần như đã buông xuôi và chấp nhận số phận của mình. Một điểm cùng hiệu số âm 32, dẫu trên lý thuyết La Milan CT vẫn còn cơ hội trụ hạng. Nhưng kịch bản điên rồ ấy khó có thể xảy ra với phong độ của đội bóng này cũng như các đối thủ cạnh tranh. Trong khi đó, P4 dù phải nhận thất bại trước An Biên ở vòng 9, nhưng rõ ràng đội bóng của chủ tịch Thiện Đình ý thức rất rõ rằng hai trận đấu cuối cùng của SPLS 6 mới là cuộc chiến quyết định đến mục tiêu trụ hạng của toàn đội. Nên P4 sẽ dồn sức và đá hết chân trước La Milan CT và xa hơn là Nghiêm Phạm Holding ở vòng cuối cùng. Chúng tôi đều biết đội bóng có nòng cốt là tổ Derby Team có thể làm được những gì khi nhìn vào màn trình diễn của họ với Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Vì vậy nếu trời đúng sức, P4 hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm, đồng thời biến La Milan CT trở thành cái tên đầu tiên phải xuống hạng. Nghiêm Phạm Holding, Bảy Núi. Vòng đấu thứ 9 cả Nghiêm Phạm Holding và Bảy Núi đều đã không thể hoàn thành mục tiêu giành vé dự VPLS 5 sau chuỗi trận có phần phập phù. Đội bóng của Bầu Tuấn Anh nhận thất bại 1-3 trước Thép Việt Thắng ở vòng đấu đã qua, trong khi Bảy Núi nhận trận thua muối mặt 2-6 trước Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Với việc không còn cơ hội lọt vào top 3, trận đấu chủ yếu sẽ là nơi hai đội bóng thể hiện tinh thần và bản sắc của mình. Có chăng Nghiêm Phạm Holding sẽ có phần quyết tâm nhiều hơn khi ở màn so tài diễn ra năm ngoái tại FPLS 5, đoàn quân áo cam đã phải nhận thất bại 3 năm trước Bảy Núi. Dẫu không thể lặp lại thành tích dự VPL như năm 2023, nhưng Bảy Núi vẫn luôn là đội bóng có thực lực và không dễ bị đánh bại. Đoàn quân của huấn luyện viên Chí Y Cờ sẽ muốn sốc lại tinh thần bằng một chiến thắng để làm quà tặng cho những người yêu mến đội bóng.
SPLS 6 sắp sửa khép lại và hứa hẹn vòng đấu Aptos sẽ mang đến những diễn biến kịch tính đến phút cuối. Theo bạn, tâm điểm của vòng 10 sẽ là trận đấu nào? Bạn hy vọng điều gì ở các màn so tài sắp tới trên sân vận động Gia Định? Ngay bây giờ, hãy cùng theo dõi lịch thi đấu của vòng 9 SPLS 6.